Dạ vâng ạ, đồng hồ cổ King of Time xin gửi chào tất cả các bác. Ngày hôm nay sau đồng hồ cổ King of Time xin tiếp tục lên cho các bác một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Verdes các bác nhé. Chiếc đồng hồ này cũng hãng đồng hồ khá là quen thuộc với các bác chơi và yêu đồng hồ côn cổ rồi. Thì dòng máy của Verdes thì nó sẽ có hai dòng máy là dòng máy hai dòng máy quen thuộc là dòng máy 37 và dòng máy 42. Thì những chiếc máy 37 thì thường chơi được là chơi trên cái tay lắc ngắn thì được gắn vào những chiếc thùng bè, còn máy 42 thì được gắn vào những chiếc thùng thùng dài tại vì nó là tay lắc dài các bác nhé. Thì chiếc đồng hồ hôm nay em giới thiệu với các bác thì nó là chiếc đồng hồ của chơi cụ máy 37, nhưng mà thay vì nó chơi là 808 búa bản nhạc Westminster thì chiếc đồng hồ sau đây thì là chiếc đồng hồ chơi 5 gông 5 búa, vẫn là máy tuần, vẫn chạy vào con nhưng mà chơi 5 gông 5 búa và vẫn chơi bản nhạc Westminster, bản nhạc truyền thống các bác nhá. Thì sau đây em xin giới thiệu qua về chiếc thùng đồng hồ. Chiếc thùng đồng hồ này thì thiết kế cũng khá là đơn giản, được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên các bác nhá. Vân gỗ chảy đều, vân gỗ chảy rất đều và bên phía bên ngoài là có một lớp clear rất là mịn. Chiếc thùng này còn khá là đẹp các bạn. Phía trên chắc chắn rồi, luôn luôn là một tấm kính cong mo. Verdes thì sẽ luôn luôn là một tấm kính cong mo phía trên các bác nhé. Đi kèm với mặt bát giác nằm, số nổ chân cài. Và tấm kính phía dưới thì là một tấm kính trắng gương, trắng thủy. Rất là đẹp các bạn. Với những đường nét hoa văn họa tiết tạo cái độ tinh tế cho chiếc đồng hồ. Vâng, phía ngoài sẽ là một chiếc tay nắm cửa của đồng hồ. Đây các bác, em xin quay chi tiết chiếc đồng hồ này các bác nhé. Vâng, nó vẫn là một cỗ máy 37. Cỗ máy 37. Đây là phía trong của chiếc đồng hồ. Tấm kính phía dưới vẫn là viền mây ạ. Tấm kính phía trên cũng là viền mây. Vâng, Verdes thì luôn luôn là đi vào những chi tiết rất nhỏ, tem thông số đi kèm từ nhà sản xuất. Ốc cầu máy, tay cót zin đi kèm. Chỗ treo quả lắc khi mà di chuyển chiếc đồng hồ các bác nhé. Vâng, mặt số của chiếc đồng hồ này thì còn khá đẹp các bạn ạ. Có một vài điểm đốm tốm do ánh đèn. Em hay quay kèm theo những cái ánh đèn để cho các bác thấy được cái độ chân thực nhất. Vâng, mặt số nổi kim loại chân cài, viền cũng kim loại, đi với bộ bộ kim inox được mạ chrome các bác nhé. Mặt số nổi mạ chrome rất đẹp. Quả lắc còn sáng bóng các bác ạ. Vâng, thay vì là chơi trên 8 gông 8 búa thì chiếc đồng hồ này nó chơi trên bộ gông 5 gông và 5 búa. Vẫn là ba ổ quát hoạt động độc lập, máy tuần. Vâng, sau đây để không mất thời gian của các bác thì em xin phép được mời các bác thưởng thức âm thanh của chiếc đồng hồ. Đối với em thì những chiếc máy 8 hay máy 5 thì nó âm thanh hay, đều chơi một bản quét thì với em thì nó tương đương nhau các bác nhé. Em xin phép được đóng chiếc thùng đồng hồ lại. Đó. Đây là chi tiết cận cảnh của chiếc thùng nhé. À, góc này nó có hơi bị xước do vận chuyển. Em đi rất chi tiết ạ.
Vâng. Đây là chi tiết phía ngoài của chiếc vỏ thùng đồng hồ các bác nhé. Phần gỗ rất là mịn màng, độ mịn rất là mịn các bạn ạ, gần như là vân nu các bác nhé. Và người ta phối hợp những cái vân nu nhìn rất là hài hòa tinh tế. Dạ vâng, về phần máy móc của chiếc đồng hồ này thì em sẽ có trên bài đăng của em. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Chúc các bác một ngày, một buổi tối vui vẻ bên gia đình.